Như đây đủ chưa? Wow, nhiều đồ quá, chắc mẹ vui lắm. Chính xác. Vui, vui lắm luôn á. Bộ anh rinh hết nguyên cái siêu thị tới nhà tôi hay gì vậy? Cảm động đúng không? Ngại đúng không? Nhưng không sao, ba má tôi dặn á, đến thăm nhà người khác mình phải mua quà tặng cho chủ nhà. Nói cho cô biết, tôi không những tinh tế mà còn khiêm tốn nữa. Khiêm tốn quá luôn á. Anh mà hạng nhì á là không ai hạng nhất luôn á. Cô nói chính xác. Tôi biết mua sơn hào hải vị qua đây cho cô chưa chắc cô thích, thậm chí cô không cho vô nhà nữa. Bây tôi suy nghĩ liền, ra siêu thị mua rau củ quả cho cô. Nè, nhìn đi, những cái món đẹp cho da, thể hiện sự thông thái đúng không? Quá tinh tế luôn. Tôi nói thiệt, không ai tinh tế bằng anh hết á. Nhưng mà phải chi là anh chỉ cần tinh tế thêm một chút xíu thôi ha, là anh đi vô, anh nhìn trong cái bếp của tôi á, nó nhỏ xíu như cái lỗ mũi. Xong rồi bây giờ tôi để nguyên cái đống đồ này rồi tôi nấu ăn ở đâu? Chứ lại nè, thấy không? Trời ơi, đồ tươi quá là tươi, ngon lắm luôn á. Nhưng mà cái này là chắc ăn chừng ngày, hai ngày. Rồi thí dụ mà nó héo thì mình để đâu ha? Mình để vô thùng rác ha. Cái này tôi xin lỗi. Tại vì coi như là tôi thiếu sót đi. Bây giờ thôi, tôi xử lý giùm cho anh luôn. Cô làm gì vậy? Nè, tính bỏ sọt rác hả? Ê, cô Hai ơi. Cô Hai ơi, cô đây. Dạ, con có ít đồ ăn biếu cô Hai. Có gì à, cô Hai làm cái gì ngon ngon ăn nha. Cô cảm ơn con nha. Hàng xóm với nhau có gì đâu, con tặng quà cho cô Hai nhiều vậy. Không sao đâu, cái này là con có đồ tài trợ cho nên ăn thoải mái. Rồi, cảm ơn con nhiều. Dạ, nha. Dạ, cảm ơn cô Hai. Anh ra đứng làm cái gì vậy? Đừng nói là canh me tôi nha. Canh coi tôi có bỏ đồ ăn không đúng không? Tôi không bao giờ bỏ ha. Nếu mà tôi ăn không hết á thì tôi cũng sẽ cho người này biếu người kia, chứ không có phí phạm kiểu đó đâu. Là mày nói nhiều vậy? Tôi ra đây hóng gió thôi. Phải không? Ken ơi, ba Tùng tới thăm con nè. Ba Tùng tới rồi hả? Dẫn xe vô nhà rửa tay đi, xong rồi em nấu đồ ăn ngon cho anh ăn. Vậy hả? Trời ơi, vô trước đi, vô liền. Đã nói là cổ phân biệt đối xử rồi mà, cổ chưa bao giờ dùng dòng điều nhỏ nhẹ nói chuyện với mình luôn. Sao hả? Có ai đâu quạo, bây giờ vô ăn cơm chung tình cảm mới quạo nè. Anh tới đây làm gì? Ý à, bạn trai tới nhà thăm bạn gái phải thông báo cho ông biết hả? Ông là ai vậy? Tổ trưởng tổ dân phố hả? Còn ông tới đây làm cái gì? Lý do của tôi thuyết phục hơn của anh đó. Tôi là ba ruột của Ken. Sao? Bất ngờ đúng không? Ai trong trường hợp này nghe vậy mà chẳng... Trời ơi, anh là ba ruột của Ken hả? Vụ này tôi biết lâu rồi, có gì đâu bất ngờ. Được, nếu như anh biết rồi, sẵn tiện này tôi thông báo luôn, tôi cấm anh từ nay về sau xưng với con tôi là ba. Tại sao vậy ta? Sao vậy? Tại sao hỏi tại sao? Tại vì tôi là ba ruột của Ken. Tôi không muốn ai đó nhận bừa con tôi, đặc biệt là những người cua mẹ nó, cố tình giả bộ lấy lòng con tôi, xưng là ba đồ. Đúng luôn á. Tôi thích Hà đó, tôi đang cua Hà đó. Tôi không có lấy lòng thằng Ken thiệt á. Liên quan gì tới anh? Anh không dính dáng tới chuyện này hết trơn á. Bớt nhiều chuyện lại xíu, nhiều chuyện quá nó kém sang nha. Anh dám? Sao tôi không dám? Trên đời này cái gì tôi cũng dám hết á. Tôi nói với anh rồi, Ken là con tôi, tôi cấm anh. Ok, bản lĩnh quá, cấm tôi luôn. Bây giờ người nào không bản lĩnh dám đi vô nói cho Ken biết ông là ba của nó không? Vô nói đi, nó trong kia kìa nha. Ken, nó kêu tôi là ba, tôi có quyền kêu nó lại là con. Chuyện này là chuyện của cha con tôi, không liên quan gì tới anh hết. Còn bây giờ làm ơn làm phước, tránh ra một bên cho tôi vô ăn cơm tình cảm coi nè. Sao tự nhiên hai anh trai nội kia ngồi chân rừng trong nhà mình vậy? Có gì đâu lạ. Thì lâu lâu Tùng qua ăn tối rồi ở chơi với bé Ken là chuyện bình thường mà. Cái chuyện đó tao không có nói, nhưng mà tự nhiên sao ông nội kia cũng ngồi đây? Mà ông nói với mày là ông không có liên lạc nữa mà. Thì tại vì bé Ken cũng chơi siêu nhân với ổng, có gì đâu. Ổng chơi chút xíu ông về cả ông đi.
ổng qua tao còn vui nữa lần khác. Mày thấy đi, mỗi lần ổng qua hả, tủ lạnh đầy ắp rau củ quả trái cây lên lá hết trơn á. Không mấy mày kêu ổng qua thường thường đi. Bớt bớt đi cô nương, tham ăn hút uống vừa vừa thôi. Mà cái ông này cũng ngộ ghê á, qua chơi chút xíu thôi rồi về, còn đòi ở lại ăn tối nữa. Mày mới kỳ á, trời ơi, người ta mua quá trời quà qua thì người ta ngồi ăn cơm chút xíu có sao đâu. Cùng lắm thêm cái chén đôi đũa, mất mát gì đâu mà càm ràm. Biết rồi, thì ổng ăn xong tao kêu ổng về luôn. À, cần tao phụ vô không? Được rồi. Vậy tao vô tao kêu Ken nha. Rồi rồi. Ủa hả? À, đây để Tùng bưng cho. Trời ơi, mấy cái canh nóng này cũng kêu Tùng vô Tùng phụ cho. Cảm ơn Tùng nha. Anh cười gì vậy? Không có gì. Rồi ăn cơm thôi. Ngồi xuống ăn cơm nè con. Ngồi vô con. Đúng rồi, ngồi đàng hoàng. Ăn cơm ngoan nè. Ai con thích nè. Cơm của mẹ nấu là ngon số bột luôn. Kem của mẹ Nga mua là ngon thứ mấy nè? Dạ cũng là ngon nhất luôn. Giỏi. Trời ơi, biết nịnh luôn, nịnh hơn chú Tùng luôn. Đó không phải là nịnh, đó là kỹ năng tuyệt vời của một thương gia tương lai. Trong thương trường, nếu như mình giao tiếp tốt, mình có thể mang về lợi ích kinh tế tốt cho đôi bên, và đặc biệt giữ được mối quan hệ cho những thương vụ tiếp theo. Ai tắt vừa mới like vô mọi người ơi. Cái đài gì mà nó phát xàm xàm vậy trời. Thôi, anh lo ăn đi. Nói lung tung gì vậy? Đây đâu phải là cuộc họp cổ đông của anh đâu. Rồi, mọi người ăn đi nè. Ăn cơm. Thôi kệ không đi. Thôi, ăn đi. Chơi đủ rồi con. Ken ơi, bây giờ đi vô rửa mặt đánh răng đi ngủ, mai đi học sớm nữa con. Thôi Ken muốn chơi với chú Quang nữa, anh lỡ ngày mai chú Quang không lại chơi nữa sao? Nghe chú Quang nói nè, bất cứ khi nào con muốn chú Quang tới đây chơi, chú Quang đều tới với con. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vô ngủ chịu không? Quá giỏi rồi. Rồi đi vô đi, đi vô đi con. Anh á, mai mốt là phải thấy thằng nhỏ không có để ý là phải lẳng lặng đi về giùm cái. Trời ơi, cái gì đâu mà hứa nhăn hứa cụi vậy? Hứa nhăn hứa cụi gì? Tôi nói sự thật mà. Chứ còn cái gì nữa? Anh làm như hả là anh không có làm gì hết trơn á. Thằng nhỏ gọi tới là tới liền hay sao? Cô đang có hỏi nhầm người không vậy? Tôi là ai? Tôi là CEO của Minh Quang, một tập đoàn Minh Quang lớn. Ai chả biết. Và chính vì điều đó cho nên là anh rất là bận rộn. Mà bận như vậy thì không thể nào mà có thời gian chơi với bé Ken được. Hồi xưa không vậy. Ba tôi lúc nào cũng bận rộn, nhưng ba tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp nào của gia đình hay là những cái chuyện quan trọng của con cái. Đó là truyền thống gia đình tôi. Và tôi nói cho cô biết, cách sắp xếp thời gian hợp lý là tư duy hàng đầu của một CEO, hiểu chưa? Ừ. Nếu mà có một người cha tốt như vậy thì tại sao mỗi lần gặp thì buông lời nặng nề vậy? Đừng có đổi chủ đề, không có liên quan. Ủa, mình đâu có nói gì sai đâu, làm gì gắt dữ vậy? Ken ơi, ba Tùng mua kem cho con nè. Em mới kêu nó đi ngủ. Ken ơi, chú Tùng mua kem nè con. Ken ngủ rồi, kêu làm gì? Đâu ra vậy cha? Đi cho chú Tùng. Ken, chú Tùng mua kem cho con nè. Ăn kem xong rồi mình đi ngủ, sáng mai chú Tùng qua chở con đi học nha. Ngày mai tôi sẽ chở Ken đi học. Ê bạn, tôi mới là người chở nó đi học ha. Tôi tới chở lượt bạn. Tôi nói tôi chở. Tôi chở. Trời ơi, thôi mệt quá, ngày mai tôi chở. Ken, vô ăn kem với mẹ nghe. Đi, ăn xong nhớ răng nha con. Biết rồi. Nè, cô kêu cậu ta về đi. Khuya rồi tới làm gì? Nhà có hai người phụ nữ à. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh mới là người phải đi về. Anh là bạn trai tôi, thì làm gì có chuyện gì xảy ra được. Nghe chưa, có liêm sỉ chút xíu, đi về đi bạn, để tao đuổi. Ken ơi, Ken đi Ken. Trời ơi, qua đây chú đây con. Cái gì mà kêu thằng nhỏ ra hoài vậy? Bây giờ nghe chú hỏi ha. Mai đi học, con muốn đi học với chú Quang hay là chú Tùng? Mắt Ken mới mổ đó,
bác sĩ dặn sao hạn chế bụi bay vô mắt. Mà chú nghĩ con đi xe hơi chú là hợp lý đúng không? Ê bớt vô duyên đi nha, tôi cho đi xe máy mà cho đeo mắt kiến thì mắt mới gì bụi. Để cho con nhỏ tự quyết định. Ông đang bắt nó quyết định theo cách của ông á. Để nó quyết định. Quyết định đi con. Con đi với ai? Nói đi con, mạnh mẽ lên. Con muốn đi với ai? À thôi, khó xử quá thì qua đây nói chuyện với mẹ nè. Cái gì mà như bí mật quốc gia vậy? Con nói cho mẹ nghe nghe coi. Không có gì hết á. Không có gì hết. Nó nói gì vậy? Con nói không? Dạ không, mẹ nói giùm Ken đi. Mẹ nói ha. Bây giờ cái này là lời bé Ken nói, tôi chỉ đại diện nói lại thôi nha. Ken nói là ngày mai Ken muốn đi với lại chú Quang. Tại vì Ken thích chú Quang hơn. Nhưng mà chú Tùng cũng đừng có buồn, tại vì Ken rất là thích ăn gà rán với lại Ken của chú Tùng. Trời ơi con, chú tưởng mình đến với nhau vì tình cảm chứ sao giờ đến với nhau vì đồ ăn vậy? Đừng trách con nít tội nghiệp lắm. Nghĩ sao nói vậy à? Nè, bây giờ chú về ha, ngày mai mình gặp. Dạ. Nhưng mà nghe chú dặn nè, đừng ăn gà rán với kem nhiều. Dạ. Đau cổ họng đó. Dạ. Vậy nha. Ủa bác sĩ sao dặn nhiều vậy? Đi về giùm cái. Tôi thích đi về thì sao? Ơi thôi vô ngủ Ken ơi, vô ngủ. Đi vô ngủ con ơi. À, em cũng vô. Trời tự nhiên nó phản kèo tôi trời. Cho nó ăn quá trời luôn, giờ nó đi với người khác à. Con nít bây giờ dễ thay đổi thiệt. Rồi giờ tôi đứng đây làm chi? Đi về chứ. Làm ơn ra đóng cửa giùm đi. Chứ tôi buồn quá, tôi đóng không nổi đâu. Chẳng còn thời gian để tăng.